chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video hôm nay lại là một video được mọi người rất là yêu thích nhỉ, đó chính là Shopee Ho. Và Shopee Ho đợt này mình sẽ lựa ra những bộ trang phục mà mình thấy nó khá là sang chảnh và mọi người có thể mặc đi ăn tiệc cưới, đám cưới, lễ hội cuối năm, đi chơi Noel và có thể mặc luôn vào dịp Tết luôn cũng được. Ok, và mọi người cùng xem tiếp luôn nha. Đầu tiên trong cái ho này là một set váy sang chảnh như thế này. Ok, và cái set này ở trên Shopee nó sẽ bán rời nha mọi người. Cái váy nó sẽ có một cái tông màu loang đen trắng như thế này, rất là xinh luôn. Cái vải này là một cái vải thun lạnh, nó không có dày mà nó rất là mỏng luôn mọi người, nó chỉ có một lớp duy nhất thôi. Và mình thấy cái váy này nó hơi bị to so với người của mình và nó free size, cho nên là mình không có được lựa size. Đây, nó sẽ có một cái miếng độn vai như thế này. Và trong cái set đồ này thì có một cái áo khoác da. Khoác da cái này là dạng áo ghi lê mà dạng vest nha mọi người. Đây, cũng rất là xinh luôn. Và ở đây có kèm theo cả một cái dây lưng nữa, nhưng mà mình vẫn không biết phải dùng cái dây lưng như thế nào. Thì áo này mọi người chỉ cần bảo quản bằng cách treo lên tủ nha, đừng có xếp. Bởi vì xếp thì nó rất là dễ nhăn. Và mọi người giặt thì giặt tay nhẹ nhàng thôi nha, chứ không thôi cái da này nó rất là dễ rách và nó dễ bị nổ da. Ok, và cái set đồ này thì mọi người có thể mặc đi đám cưới nào được nè, đi đâu đi chơi rồi cũng được, mình thấy nó rất là sang chảnh luôn. Sau khi mọi người vì phút dịch của phần này của mình bị mất rồi nên mình sẽ ghi âm nha. Outfit tiếp theo là một chiếc áo sơ mi cổ tròn màu loang đen với chất vải kate lạnh khá là mát và có phần ống tay rộng nha. Mình mix cùng với chiếc chân váy sleeve đen. Mình mua size S nhưng mà vẫn bị rộng eo một chút cho nên là phải bóp lại nha. Ngoài ra thì set đồ này siêu xinh và không có điểm gì để chê cả. Và tiếp theo là một cái đầm màu xanh rất là xinh luôn. Và mình rất là thích cái đầm này luôn. Màu xanh rất là mát mắt và mặc lên cực kỳ trắng da luôn mọi người. Cái đầm này thì nó có một cái vải kiểu cũng hơi mỏng một xíu. Và cái vải này nó cũng không có co giãn, nhưng mà mình thấy lên form vừa đủ và rất là xinh. Cái form của cái đầm này nếu mà không có thắt cái dây thắt lưng ở đây thì nó sẽ là một cái form baby doll. Và ở dưới nó sẽ có một cái tầng váy như thế này. Mình thấy cái tầng váy này rất là xinh luôn, nó rất là bồng bềnh luôn á. Nếu mà mọi người muốn nhấn eo một xíu thì nên đeo cái thắt lưng này vô thì nhìn rất là xinh và nhìn kiểu sang chảnh á. Và mình sẽ phối cái đầm này với lại một đôi boot trắng như thế này để tạo một cái sự nổi bật. Là một cái đầm kiểu cổ điển và nó giống như là một quý cô người Pháp vậy á mọi người. Thì mình thấy cái đầm này rất là xinh luôn á. Ở đây cái cổ của nó sẽ hơi cao như thế này, và cái tay của nó dài và nó có cái ống lê. Và cái đầm này thì nó có một cái miếng độn vai ở trong này nữa, cho nên là cái đầm nó sẽ đứng form. Có một cái điểm duy nhất là cái đầm này cái vải nó hơi bị mỏng và nó không có hai lớp. Nếu mà hai lớp thì mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Cái phần ở dưới này nó sẽ có nhúng 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 như thế này, nó sẽ che cái bụng mỡ và cái vòng ba khuyên tố của mình lại. Một điều nhỏ nhỏ nữa đó chính là cái đầm này nó hơi rộng so với mình, cho nên mình phải đi bóp cái eo lại thì mặt nó sẽ đẹp hơn. Và tiếp theo là một set đồ mình rất là ưng ý luôn. Và cái set đồ này mình thấy cũng rất nhiều người mua trên Shopee. Đây là một cái áo, cái này là một cái dạng áo mà áo giấu quần á, áo sơ mi. Thì cái áo này nó có cái họa tiết kiểu như chó đốm. Và cái vải của cái áo này thì mình thấy nó hơi ni lông một xíu, nó không có co giãn. Rồi và thì nó rất là mát và nó hơi mỏng. Nói chung là đợt này cái ho này mình mua thì đồ nào nó cũng khá là mỏng á mọi người. Và đi đôi với lại một cái áo giấu quần này thì có một cái áo khoác vest ghi lê ở ngoài. Và cái khoác này là khoác dạng da. Và mình thấy cái khoác này rất là đẹp luôn. Và cái da nó cũng rất là chất lượng, hơi mỏng nhưng mà mình thấy da cũng rất là chắc chắn. Chỉ cần mọi người đừng có giặt máy là nó sẽ rất là ok. Là một cái áo. Cái áo này là nó kiểu form rộng và nó không có độn vai nha. Đó, nó kiểu sơ mi mà kiểu rủ như thế này, rất là xinh. Cái ống tay khá là rộng và nó bo cái tay như thế này. Cái vải áo thì mình thấy nãy giờ cái vải này nó cũng giống nhau luôn mọi người. Nó kiểu hơi mỏng, lạnh lạnh mà nó có hơi ni lông một xíu. Nhưng mà cái áo này mặc lên rất là xinh luôn. Và mix chung với cái áo này thì mình có một cái quần. Cái quần này là quần kiểu như ống rộng
Nhưng mà cái lưng eo nó có nhúng nhúng như thế này, mặc lên nó kiểu giống như Hàn Quốc á, và nó rất là casual, rất là xinh luôn. Và cái quần này thì nó có thêm cái điểm nhấn nữa là nó có cái dây mà để mình thắt cái ống chân lại cho nó lạ hơn. Nhưng mà mình không có thích cái dây này lắm, mình thấy thắt vô thì nhìn nó sẽ không đẹp lắm, cho nên là chắc mình sẽ cắt cái dây này đi. Cái quần này mình thấy lên form ok, nhưng mà cái eo vẫn rộng, cho nên là mình phải bớt cái eo lại một xíu. Và cái vải này nó hơi mỏng nha mọi người, nhưng mà bởi vì cái form quần của nó là form rũ cho nên cái vải mỏng cũng rất là ok. Và tiếp theo là một cái đầm hơi sexy một xíu, họa tiết hình ngựa vằn zebra mọi người. Về họa tiết này đang rất là hot cho nên là mình nghĩ mình cũng nên có một cái. Và cái đầm này thì cái chất liệu không như mong đợi của mình lắm, chất liệu này là thun mà thun đồ bộ mọi người. Cái đầm này thì nó có giãn và cái dây này nó không có tăng đơ gì hết, và ở đây nó sẽ có một cái đường xẻ nhẹ nhẹ ở ngay cái phần đùi đây. Và nếu mà mọi người sợ hở quá thì ở đây mình có một món đồ cực kỳ ưng ý nhất cái hở này luôn, đó chính là một cái áo khoác vest như thế này. Và nếu mà mọi người phối ở ngoài thì nó kiểu trông nó rất là xinh, và nó vừa sang mà nó vừa xinh đó mọi người. Cái áo khoác này mình mua với giá cũng khá là rẻ thôi, nhưng mà cái form của nó giống như là phải 700-800 ngàn mình mua ở ngoài luôn mọi người. Form rất là cứng cáp, cầu vai rất là đứng. Form áo này nó sẽ hơi rộng và kiểu như nó hơi to một xíu, giống như áo nam hơn là áo nữ. Và vải đồ có lớp lót ở trong nhìn rất là xịn sò luôn. Nói chung rất là ok, mình rất là ưng cái áo khoác này luôn. Tiếp theo mình có mua một cái chân váy là một cái tông màu loang như thế này. Mình rất là thích cái tông màu này cho nên là mình mua khá là nhiều. Và chân váy này mình rất là ưng ý luôn, bởi vì cái vòng eo của nó vừa khít và mình không cần phải đi bóp. Và cái chất vải của nó cũng dày dặn vừa đủ, và mặc lên rất là xinh luôn. Cái vải này nó không có co giãn quá nhiều, nhưng mà mặc lên nó có thể che được cái bụng của mình. Và cái chân váy này thì mọi người có thể phối với lại áo đen hoặc áo trắng, còn mình thì mình phối với lại một cái áo cổ yếm đây, màu trắng, rất là đơn giản. Cái áo này thì rất là rẻ luôn, mình mua ở Shopee Việt Nam mà như mua với giá có 50.000 một cái thôi mọi người, và phối được rất là nhiều bộ đồ. Đồ cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là cái đầm mình đang mặc ở đây luôn. Đây là một cái đầm kiểu dài và nó có một cái dạng thổ cẩm mà như kiểu may chắp vá mọi người. Và cái màu của nó rất là thu đông. Và cái đầm này thì ở đằng sau dây nó có cái dây tăng đơ nữa, cho nên mọi người có thể điều chỉnh tùy thích. Và mọi người có thể mặc như một cái đầm yếm như mình cũng được, hoặc là có thể mặc không cũng được nữa vào mùa hè. Và mình thấy cái vải của cái đầm này nó cũng rất là đẹp, và nó không có quá nhiều chỉ thừa, và nhìn nó cũng rất là sang luôn. Và nếu mà mọi người phối theo một cái phong cách mùa thu đông như thế này thì nhìn nó rất là ấm cúng luôn. Ok, và cuối năm rồi, mọi người nhớ sắm sửa cho mình những bộ đồ thiệt là xinh đẹp, để mà có thể tự tin bước xuống phố và kết thúc một năm 2020 hoành tráng này nha. Và sự tự tin cũng là nguồn gốc ra đời của Shopee Beauty Club. Thì Shopee Beauty Club là một nơi kết nối và chia sẻ giữa những tín đồ làm đẹp, giữa các chuyên gia làm đẹp với các nhãn hàng, mang lại cho mọi người một vẻ ngoài tự tin hơn. Và đến với Shopee Beauty Club thì mọi người có thể yên tâm lựa cho mình những sản phẩm chuẩn Shopee Mall, và những shop yêu thích kèm những quyền lợi rất là ưu đãi dành cho những thành viên mới nha. Cho nên là mọi người nhớ click vào link phía bên dưới để mà đăng ký trở thành thành viên Shopee Beauty Club nha. Có rất là nhiều ưu đãi kèm rất là nhiều voucher dành cho thành viên mới luôn đó. Ok, vậy là mình đã kết thúc cái hơn ngày hôm nay. Mọi người thích xếp đồ nào trong cái video này nhất thì có thể comment ở dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ like và subscribe và nhấn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé.